Ôi dồi. Xin chào mọi người nhá. Cá, con cá hôm bữa anh mới bảo là con cá này là cá gì nhỉ? Mực. Con đây là con cá nục đúng không? Con cá gà, cá thu, quên. Con nào to nhất? Con đấy to nhất. Con này trắng bụng này. Con này không ăn mực nữa mà. Thử xem cá biển, cá con ăn ngon bằng cá anh em mình câu không nhá. Mà, con, mà... Nhưng mà con này bây giờ nấu kiểu gì? À, nước cũng được mà... Nấu dừa? Nấu làm nào nó nước tanh, cá biển tanh lắm. Hả? Tanh. Mọi người xem cái thùng đựng này của anh đấy này. Như kiểu thùng đá luôn anh nhỉ. Thì cho một cái nào cũng đồng không tan cao nhất đi, mình sẽ nấu thử cái món này nướng à? Nướng. Nướng, ok. Nướng. Cho con nào to nhất? Đây. Con to nhất đấy. Con này bé. Con này mềm hơn này. Ừ, con này mềm. Con này đá đá, con này cứng. Con này đá. Xem con này nào. Con này chắc mới. Con này bé. Bé hơn à? Ừ. Cá này cũng mới vừa bắt. Đây à, cá này bao tiền một cân? Cá này 80. 80 à? Cho con to nhất đi. To nhất nó là con đấy. Ờ, thì con này. Thì con này nó tươi tươi hơn này. Nhưng mà mổ có phải mổ bỏ ruột không? Ruột không ăn được. Ý là ruột là mổ không mổ đâu, bỏ ruột ra nhưng mà ruột ăn được. Thế là dày nó ăn được. Có cả vảy không? Không cần. Có cân rồi. Có 9 cân. 5 cân tư. Con này hơn 6 cân nha. Con lợn này là phải mang vào cân tạ không ạ? Đúng rồi, vào cân tạ mới đúng. May là hôm qua vừa cân lợn, vừa bán lợn. 6 cân zin. 6 cân, ok luôn. Thế là 48. 6848. Cái gì? Người ta bán có sáu mươi. Trong ăn này 10 cá tôm. 48. Ok. Ok, hôm nay anh em mình sẽ làm món cá nướng. Cá biển nướng nhé. Nướng nhưng mà nướng kiểu gì ấy? Hay nướng không hay nướng thế nào? Ông đấy vậy ông nướng không? Để vậy nướng. Ừ. Thơm lắm. Ướp chứ. Có đánh giày không? Không cần. Không có phải mổ bụng không anh? Không cần đến gáy. Có phải mổ bụng không anh? Có phải mổ bụng lấy được không? Chưa biết làm thế nào. Thôi được, và bây giờ đem nó đi cái đầu ôm dưa. Đầu ôm dưa thì chơi cả con luôn. Chơi cả con nước không được. À, mình sẽ làm món cá chuột chuột. Giống con cá chuột chuột không anh nhỉ? Nó lên này. Gặp nốt bên này nữa à, giống hẳn. Ok nhé mọi người nhé. À, đã ngâm cho nó tan hết đá rồi. À, bây giờ anh em mình bắt đầu ướp. Tại vì cá biển anh em mình cũng chưa nướng kiểu này bao giờ, thế nên là chỉ ướp đơn giản thôi. Mắm muối, mì chính, xả với tỏi xay nhuyễn. Khứa không nhỉ? Đấy, lấy con dao đằng sau. Khứa nhẹ đi. Đằng trong. Khứa nhẹ. À, cảm nhận đầu tiên của mình ở con cá biển ấy là nó tanh như cá mẻ. Tanh. Bây giờ sẽ bắt đầu ướp nhé. Khứa qua thôi nhỉ. Mà này đang liên tưởng con cá này đến một con cá mẻ. Cá mẻ à, gọi là sai lớn. Ừ.
ngứa. Thứ nhất là đây là con cá đông lạnh, nó sẽ khó chín hơn nhé mọi người nhé. Cửa nó sẽ dễ chín hơn mà nó ngấm gia vị. Và cái thứ hai nữa là nó là cá biển, thế nên là không biết là nó mặn sẵn không. Chắc là mặn sẵn đấy nhỉ. Chỉ sợ là ướp mặn quá là mất ngon đấy. Tành như cá mè. Chắc là không ngon. Em nghĩ là ngon đấy. Nếu mà ngon, tại vì mấy cái món này khó ăn ngon thế mà. Nếu mà ngon thì làm có cái giá đấy. Đúng không? Đúng rồi. Anh nói cũng có lý. Ai làm cưới nhỉ? Thôi ướp qua thôi, ướp qua thôi. Mình thấy quá sợ nó mặn. Không mặn đâu anh ạ. Ui, đây mà được con sống nhờ, làm gọi cá nhờ, sashimi. Bao giờ hết dịch anh em, bọn em sẽ tổ chức một buổi đi party ngoài biển, câu cá lên làm sashimi. Câu mực ấy, phải nhất câu mực lên sẽ thuê du thuyền đi câu mọi người ạ. Thuê nguyên cho mọi người một con du thuyền với một dàn chân dài. Trông giống con cá chuồn chuồn, cá chuồn chuồn ở biển bay hết đấy nhỉ. Đi câu cá ngoài biển xong rồi uống sashimi. Câu mà ăn sống nhỉ. Câu mà câu được con cá ngừ nhỉ. Mày lắm ấy. Ăn sashimi cá ngừ. Cá ngừ vây xanh. Để cho nó ngấm gia vị một lúc rồi nhé. Cho vào nướng nha mọi người nhé. Một lúc đã, rồi bây giờ sẽ... Ui, bé. Ngồi đây đó. Canh thôi. Ngồi canh để anh đốt lửa. Ok. Đấy, đây nha mọi người nha. Đây là con cá chuồn. Con cá thu. Mà anh em mình đã làm xong nha. Bây giờ sẽ anh còn dùng cho đầu về nó ngốc lên. Đấy. Tới rồi, đem trứng sang đây, đem trứng sang đây. Đem trứng. Đấy. Trứng đâu? Đấy đấy. Trứng này, lấy dao với đấy để úp cái trứng nó lại. Trứng với dạ dày nó nha mọi người nhá. Cái này sẽ cho vào đây. Đó. Riêng cái khoảng bầu trứng rồi ăn chắc là phê lắm đấy anh em ạ. Một mảng thôi đấy, úp lên đây, úp lên đấy, không cần úp trứng, không cần úp trứng, trứng nó lâu chín hơn đó. Ok rồi, sẽ nướng như đúng như cái những cái video trước anh em mình nướng chấm đen nhé mọi người nhá. Úp lại và chờ đợi nó chín đấy. Ôi chưa chín, chưa ăn thua mọi người. Ôi ruột được rồi, chưa ăn thua, ruột chín rồi. Trứng thì chưa chín. Trứng thì chưa chín đâu. Hãy cắt con ruột trước nhỉ. Chưa chín nốt. Chưa chín, chưa chín. Chưa chín. Đấy à, úp lại tiếp nha mọi người nhá. Trời, má đại ca đang bồi thêm rơm để đốt trên nóc nha mọi người nhá. Cho nó chín đều trên nóc nữa. Đây là đông tây kết hợp nha mọi người nhá. Ở dưới cái lượng nhiệt nó tỏa lên hơi ít, thế nên là mình quyết định là chơi thêm cả ở trên nữa để cho nó chín đều con cá. Con cá mặt trên nữa, mặt trên nó sẽ không có nhiệt lắm bằng mặt dưới, thế nên là chơi lên mặt trên vài mùi rơm nữa cho nó nóng bỏng luôn. Bắt đầu em ngửi thấy mùi thơm lắm đấy ạ. Chắc là ngon lắm đấy mọi người ạ. Và sau đây sẽ là kết quả của việc đông tây y kết hợp nha mọi người. Thơm lắm anh ạ, giống kiểu em ngửi thấy giống mùi cá cắn mực kho ấy, cá thu kho ấy. Đấy,
Hả con bác? Hơi thì đã ngắn rồi mà thích thể hiện nào, thấy chưa? Đọc, đọc, đọc. Quảng, quảng. Quảng. Quảng, quảng. Ui. Wow. Được đấy anh ơi. Nhìn ngon, tôi nhìn trứng này. Trứng nhìn trứng chưa? Lòng này. Wow, bây giờ làm sao để cho nó ra cả con ra đây nhỉ? Nhấc cái này lên. Cả con ra đây này. Cầm cầm kia kia, cầm cầm bên đấy kia. À. À. Đó ra. Ấy. Ấy. Mắc. Cái gì á? Anh buộc. Rồi rồi, ok. Ui giời ơi. Hấp dẫn chưa mọi người ơi? Tuyệt vời đấy nha. Ui trứng luôn này. Để thế này mà ăn anh ạ. Ờ, để nữa. Chín hết rồi nhá mọi người nhá. Chín đẹp luôn, da nó giòn này. Ấy, 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 đồng tì kết hợp quá là đẳng cấp luôn. Thơm nhá. Đây. Đi, anh em mình lên tầng ăn đây. Cho vào vườn rau này, hái rau luôn. Ok nhá mọi người nhá. À, quả cá, nó gọi là gì nhỉ? Cá thu, úp, úp nồi, đốt chảo. Đã thành công rực rỡ. Chờ nhất cái đến cái giây phút này. Xem ở bên dưới nó có cháy không đã nhá. Nào, tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Nào, không cháy nhá. Ấy, thấy chưa? Vàng vừa khéo đẹp nhá. Mình không muốn bóc lên nữa để nguyên đây để ăn cho nó sang mùng. Đấy. Đây. Bây giờ sẽ test cái hai cái bầu gọi là bầu trứng. Lưu đạn. Lưu đạn. Ui. Trời ơi. Mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon chưa mọi người? Thử xem nào. Vừa mới cho. Nhìn như kiểu hai cái xúc xích kia nhỉ. À. Ăn như lạp xưởng. Ngon. Không. Cái vỏ nó dai. Đắng đắng đấy. Chắc cục sốt của anh bị ngấm mật. Ờ dính mật sao? Tớ này bị vỡ mật hay sao ấy? Bầu này bị vỡ mật hay sao anh em ạ? Đặc trứng lắm mọi người ạ. Được. Trứng khá là ok nhé mọi người nhé. Nhưng mà nó đặc đặc kiểu gì nhỉ? Nó mặn kiểu biển ấy. Ờ. Nó mặn kiểu vui. Hay là sột. Bây giờ sợ nhất là cái là mình ướp con cá nó bị mặn. Đây mình sẽ sợ bỏ lại. Đây chỗ nào ta giòn nhất này. Đây. Đây. Đây chỗ này này. Đấy. Đấy thấy tiếng chưa? Da nó lại úi rồi. Úi. Món này chắc ăn tuần cơm mà em. Em lại thử vậy. Ăn nó cũng bở bở á. Cũng ngon nhưng mà không ngon bằng cá mình cả. Thì em thử món này, quả này dễ thịt luôn này. Quả này giống thế á. Hả? Ăn giống là vị khó luôn á. Tại vì cái vị đặc trưng của cá này rồi. Tăng thích vị cá này khó mọi người ạ. Khó cũng ngon mà nướng cũng đấy. Đây là bộ ruột mà nhá. Mình anh em mình là thích nhất là cái ruột cá. Tại bộ ruột nó tức là những cái gì ngon ấy thì là phải xuất phát từ trong tấm lòng phát ra. Đấy, nó sẽ vừa ngon vừa gì nhỉ? Tấm lòng đẹp là một tấm lòng ngon. Đấy. Tấm lòng mà không đẹp thì không biết đấy. Ngon phết. Ngon, mà ăn nó cứ hay hay kiểu gì ấy. Nó đậm đậm ấy. Lòng cá. À, tí nữa anh em mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để có một tấm lòng đẹp. Tức là trị bệnh dạ dày ấy. Nó gọi là bình thường mọi người hay bị trong ngực dạ dày đấy. Mà ăn vào hay bị chớ chứ. Để có một tấm lòng đẹp cứ tìm mình. Ngon mà. Nhưng này ngon hơn trứng. Anh em mình có công thức gia truyền của dân tộc Mường chuyên trị những gọi là tấm lòng xấu để mang lại một bộ lòng đẹp. Những cái con cá ở nước biển này mọi người càng phải nên ăn. Không phải nên ăn mà nên ăn hơn cá nước ngọt. Tại cái nước bốc ngọt là nhiều con ăn tạo ăn bẩn hơn đấy. Ngoài biển thì nước nó sạch. Không phải. Nhưng mà nó vẫn không được ngon bằng ruột cá trôi. Giống hệt ruột cá trôi luôn này.
nhưng mà không được ngon lắm bằng ruột cá trôi đâu nhá. Ruột tại... ngon nhất á. Ruột ngon mất mà nấu lên ấy, nấu với mẻ các kiểu á, ruột cá lóc. Này, ngon nhất ấy là dạ dày cá. Chim á? Không, dạ dày cá cá nheo. Đấy, chuẩn, dạ dày cá nheo suối. Úi giời ơi. Rồi rồi, để test thử xem cái dạ dày con này xem nào nhá. Con này có bị trong được dạ dày không nhỉ? Xem nào. Ok. Ui, nướng khô luôn. Ngon không? Em miếng. Toàn rất đấy. Giòn. Giòn giòn. Con này dạ dày không bị dạ mỏng. Ui. Con này bị u dạ dày rồi. Không được, phải chữa ngay. Chữa ngay. Vừa thừa. Vừa thừa. Vừa thừa thì chịu rồi. Giờ mình sẽ đả cái cánh con cá này nhá. Nào, lên em ơi. Để em ngâm. Nào, giữ. Đấy, giữ nha. Ấy. Wow. Thế nào chưa? Hàng cháy, cá vào tay. Rồi. Úi dồi ôi. Má. Không bị cháy nha mọi người nhá. Ơi. Ui, bốc hơi này. Nhưng mà cá này kho sẽ ngon hơn là nướng này. Có gì ngon lắm ấy. Wow. Bây giờ anh em mình nướng cho mẹ nhờ. Ừ. Nướng cho mẹ thì hợp lắm đấy. Tại vì tại cái ông bán cá mà. Món cá bà là nướng nguội. Nướng không? Tức là cho lên nướng không gia vị. Nó nhẹ ướp riêng mẻ thì ngon. Nhưng mà nướng thế này cũng gần như nướng không. Tại vì gia vị của anh em mình rất là nhạt. Mình cho rất là nhạt. Ăn, ăn cũng khá là ok. Ăn thịt vậy là. Nếu mà so với giá, về giá 80.000 một cân với lại cá chấm đen thì cá chấm đen ngon hơn. À mà chấm đen hơn 100.000 một cân. Cá chép, so với cá chép đi. Đây, cá chép thì cá chép mà ngon hơn. Hay là mình ăn đồ biển nhiều nó ngán nhỉ? Cái này mà kho ngon hơn cá chép. Ngon hơn chấm đen nữa. Nói chung là tùy cách chế biến mọi người ạ. Không thể khẳng định được là con này không ngon bằng con cá chép được. Tại vì có nhiều cách chế biến không. Con cá mè nhá. Con cá mè là con cá rẻ. Có mười mấy nghìn một cân thôi. Nhưng mà con cá hơn cân, con cá mè hơn cân đấy, rơi vào độ tầm 20.000. Làm gỏi, ăn ngon hơn cả cá hồi. Đấy. Nhưng mà lại tùy khẩu vị nữa cơ. Đấy. Nó không thể khẳng định những cái gì được. Rồi. Mao đệ thích nhất là mút mắt. Rồi, mình sẽ Ui mắt ngư đánh hương. Mắt giống mắt cá ngừ này. Ui, mình sẽ bóc nguyên để im để cho Mao đệ nó thưởng thức nguyên một cái mắt này nhá. Cẩn thận nổ nước nha. Không được nổ nước. Đừng có nổ. Mắt lợn mắt liệu này không được nổ nước. Rồi, ui. 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 Từ, hai miếng rau đi không đấy. Hai miếng rau đây tao thổi cho. Thổi cho Mao đệ nó sẽ làm cả quả mắt này nhá.